Xin chào quý vị và các bạn. Bước ngoặt mới trong mối quan hệ càng như dây đàn của cặp đôi Vinh Hiển Nhã Phương khi hai người trong một lần say rượu đã qua đêm cùng nhau. Cũng nhờ đêm định mệnh ấy, cả hai có cơ hội trải lòng, có cơ hội hiểu rõ về đối phương. Từ đây mở ra mối tình của chàng tổng tài giàu có cùng cô lọ lem xinh đẹp, lạc quan và hành trình đến được bến bờ hạnh phúc của cả hai gặp phải những sóng gió gì. Khi mà Vinh Phát vẫn luôn ghen tị, đố kỵ với anh họ. Vinh Phát bất chấp thủ đoạn, chà đạp lên tình thân, hòng ngồi vào cái ghế chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Khi mà cô tiểu thư Mỹ Linh đã đưa Vinh Hiển vào tầm ngắm, cô nàng xem Nhã Phương như kẻ thù không đội trời chung, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Đi gần hết đời người, với kinh nghiệm sống dày dặn, ông Khải Hưng dễ dàng nhận ra những phẩm chất đáng quý bên trong cô gái nhỏ bé Nhã Phương. Ông không ngớt lời ngợi khen dành cho cô, ông còn tỏ rõ mong muốn cô trở thành cháu dâu của mình. Chính ông còn gợi ý để Vinh Hiển tìm hiểu về cô, muốn cùng cô nên vợ thành chồng. Tiếc rằng, bà Hương, mẹ của Vinh Hiển, vốn chấm Mỹ Linh, cô tiểu thư môn đăng hộ đối làm con dâu, nên tỏ rõ thái độ khinh thường với Nhã Phương xuất thân bần hàn, học hành gian dở. Vì những hiểu nhầm không đáng có mà anh cho rằng Nhã Phương chỉ đang đeo mặt nạ, cố tình diễn kịch hòng qua mắt ông ngoại. Anh quyết tâm thu thập manh mối, chứng minh cho nhận định của mình. Cũng từ đây, những chuyện dở khóc dở cười đã đến với cặp đôi. Đỉnh điểm phải kể tới lần qua đêm bất đắc dĩ của hai người. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, họ đã làm gì cùng nhau và vì đâu lại có đêm định mệnh ấy? Hãy cùng chúng tôi phân tích kỹ hơn trong ít phút tiếp theo. Trong mắt Vinh Hiển, Nhã Phương là một cô gái thực dụng, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Mỗi lần có cơ hội là anh không tiếc lời lăng mạ, sỉ nhục, thậm chí chính anh cố tình dùng tiền ném vào mặt cô. Cộng với sự xuất hiện của Long Đầu Bạc, một tên giang hồ có số má lẻo đẻo theo cô, khiến Vinh Hiển càng tin vào con mắt nhìn đời của mình. Dù cho Nhã Phương phản ứng gay gắt, anh càng quyết tâm sớm vạch trần bộ mặt thật của cô. Anh lẩm nhẩm, cô được lắm, sẽ có một ngày cả bàn dân thiên hạ biết rõ con người thật của cô. Còn về phần Nhã Phương, nếu không phải là cô gái lạc quan, kiên cường, có lẽ cô đã gục ngã từ lâu. Cô phải gác lại việc học, lăn lộn mưu sinh lo cho mẹ, cho em. Ấy vậy mà, ông trời vẫn luôn thử thách cô, khi mà cô em gái đang tuổi mới lớn, không chịu tu chí học hành, mà đàn đúm đánh nhau. Còn mẹ cô vì muốn đổi đời nhanh chóng, mà vướng vào đỏ đen, khiến nợ càng thêm nợ. Cô còn xui xẻo trúng phải tiếng sét ái tình của Long Đầu Bạc, hắn hết dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, tới dùng tiền tài vật chất mê hoặc, buộc cô phải ngoan ngoãn xà vào lòng hắn. Tiếc rằng, Nhã Phương cương quyết từ chối, Lòng Đầu Bạc tung tin đồn thất thiệt, khiến việc làm ăn của cô trục trặc. Nhã Phương buộc phải đi hát tại quán bar. Những lần bế tắc, ngột ngạt, cô còn bị người đời chỉ trỏ, đàm tếu, khiến Nhã Phương mệt mỏi, suy sụp. Cô lững thững bước đi trong bộ dạng thê thảm. Vinh Hiển vẫn luôn theo sát cô. Bất giác, anh cảm thấy rối như tơ vò. Anh vội chạy tới, nắm lấy tay cô. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Nước mắt cô bất chợt lan dài, giọng cô chua chát. Anh thì khác gì bọn họ, chắc anh hả hê lắm phải không? Vinh Hiển tìm cách thuyết phục, cô vùng vằng. Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh. Cô cứ thế bước đi như người mất hồn. Anh đành ngậm ngùi bước sau cô. Bất chợt cô quay lại, giọng đanh thép. Anh rảnh như vậy, hay là đi uống với tôi vài ly? Trong những lúc bế tắc, ngột ngạt, rượu là một trong những liều thuốc hữu ích. Vinh Hiển nhíu mày. Được, hôm nay tâm trạng của tôi cũng không được tốt. Cả hai thoải mái trải lòng mình, bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu nay, bất giác Nhã Phương tuôn ra hết. Cô nghẹn ngào nhìn lại cuộc đời bi đát của mình. Tôi luôn cố gắng, nỗ lực, nhưng tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao mọi người lại quay lưng với tôi? Anh có biết, tôi cũng có ước mơ, có hoài bão như bao người, nhưng vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo cho mẹ, cho em, mà tôi phải gác lại việc học.
Ấy vậy mà cuộc sống của mẹ con tôi vẫn khổ sở trăm bề. Có lúc tôi giận mẹ, giận em, nhưng tôi không thể bỏ rơi họ. Họ chính là gia đình, là sinh mệnh của tôi. Nếu mẹ tôi không nhặt tôi ở bên đường mang về nuôi dưỡng, có lẽ giờ này tôi không có mặt ở đây. Tôi chịu ơn của họ. Lòng cô nghẹn đắng nên chẳng còn cảm nhận được vị đắng của rượu. Cô cứ thế nhấp hết ly này tới ly khác. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, vậy mà cũng không được. Chắc anh cũng coi thường tôi lắm phải không? Cô phá lên cười chua chát. Anh cứ cười tôi đi, tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Vinh Hiển nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực trờ tuôn rơi trên khóe mắt của cô. Bất giác anh muốn trở thành bờ vai cho cô dựa vào. Anh muốn trở thành thùng rác cho cô giúp bầu tâm sự. Anh hiểu hơn về cô. Hóa ra, ông ngoại anh nói đúng. Cô không phải kẻ lẳng lơ, càng không phải kẻ hám danh hám lợi. Cô kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình. Cô chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp cho những người thân yêu. Hóa ra, chính anh mới là kẻ hồ đồ, nóng vội khi đưa ra phán xét về cô. Nhã Phương nâng ly. Hôm nay chúng ta phải thật say. Rồi tôi sẽ là Nhã Phương gai góc lạc quan của trước đây. Hết ly này tới ly khác, cho tới khi Nhã Phương say mềm, nằm gục trên bàn. Vinh Hiển lo lắng. Này cô không sao chứ? Để tôi đưa cô về. Lúc này anh mới chợt nhận ra, anh không biết nhà của cô. Nhìn xung quanh màn đêm ngày càng buông xuống, chẳng còn lựa chọn nào khác, anh dìu cô tới khách sạn gần đó. Hơi men khiến Nhã Phương hết nói, lại cười. Rồi khóc, cô còn nôn thóc nôn tháo, làm bẩn hết người anh lẫn cô. Vinh Hiển vội vàng thay đồ cho cô, rồi đặt cô lên giường. Anh cứ thế nhìn ngắm cô gái nhỏ say nhấc nồng. Trái tim anh bỗng rạo rực vô cùng. Anh từng nghĩ anh là một đứa trẻ bất hạnh, khi từ nhỏ đã bị ba bỏ rơi. Nhưng nếu so sánh với Nhã Phương, thì anh chẳng nhầm nhò gì. Dù sao anh vẫn có mẹ, có ông ngoại, có cuộc sống đầy đủ. Được làm những gì mình thích. Còn Nhã Phương chẳng biết ba mẹ, chẳng biết cội nguồn. Cô phải một mình chiến đấu với cả thế giới. Vinh Hiển cũng ngủ thiếp đi. Tới khi Nhã Phương tỉnh dậy, cô đau đầu cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn xung quanh thì không phải căn phòng quen thuộc. Ánh mắt cô dừng lại ở Vinh Hiển. Cô hoảng hốt nhìn lại bộ trang phục trên người. Cô hét lên. Đồ biến thái! Anh làm gì thế này? Vinh Hiển dụi mắt. Cố gắng thanh minh, chuyện không như cô nghĩ đâu, tại tôi không biết nhà cô ở đâu, nên tôi mới phải đưa cô về đây. Tôi thề là tôi và cô không có chuyện gì. Anh dùng ánh mắt thành khẩn, không quên giơ tay lên ra dấu hiệu thề thốt. Nhã Phương ngậm ngùi, tôi tạm tin anh, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, nếu đến tai người thứ ba thì anh chết chắc với tôi. Rồi cô vội vã rời đi, sau khi qua đêm cùng nhau. Sau khi nghe Nhã Phương chấp bầu tâm sự, Vinh Hiển đã có cái nhìn khác về cô. Đây chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai. Anh sẽ không có cái nhìn hà khắc, ác ý với cô. Nhất là thời gian tiếp theo, khi Nhã Phương bị dồn vào bước đường cùng. Khi ông Hưng xuất đầu lộ diện tiết lộ thân thế, sẽ giúp đỡ cô trả nợ, cũng như đưa cô vào tập đoàn Hưng Thịnh. Từ đó, Vinh Hiển và Nhã Phương có cơ hội hiểu rõ về nhau hơn. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc sẽ diễn biến ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có những giây phút xem phim vui vẻ.